Chúc mừng năm mới cả nhà. Cháu chào bác Mèo ạ. Dạ năm vừa rồi anh chị làm ăn ổn không ạ? À? Dạ cái miếng đất kia bán rồi đúng không ạ? À? Ô bé con anh chị đây, con gái lớn đúng không? Nay chăm ngoan mà học giỏi quá ta, Tết mà cũng vẫn còn học bài. Năm mới thì bác cũng không có gì ngoài việc là chúc con luôn lớn học giỏi hơn, chăm ngoan hơn nữa nha. Con cũng lớn rồi chắc là cũng không có cần tiền lì xì của bác đâu. Cái gì vậy bà nội? À dạ cái dự án hôm trước ở Đồng Nai anh chị nói em là vẫn tốt chứ ạ? Dạ. À. Ơ. Bác biết nè, con trai út của anh chị nè đúng không? Lớn cỡ này rồi chắc cũng không có cần lì xì đâu con ha. Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Ủa mà sao Tết nhất mà mặt hai đứa buồn vậy? Tụi con nhỏ mà bác không lì xì cho tụi con. Em con khóc.